Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Chào ngày mới của truyền hình Nhân dân. Mở đầu chương trình sáng ngày hôm nay, xin kính chúc quý vị sẽ có một ngày nghỉ cuối tuần bình yên bên gia đình. Ngay sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Sáng ngày 18 tháng 12 tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải thưởng Thành phố Thông minh Việt Nam 2021 Smart City Award Việt Nam 2021 do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam Vinasa tổ chức. Đã có 45 đề cử xuất sắc được trao giải, trong đó thành phố Đà Nẵng đã giành giải thưởng xuất sắc thành phố thông minh năm 2021. Ngoài ra, 8 giải thưởng được trao cho 4 đô thị gồm thành phố Đà Nẵng, Thái Nguyên, Sầm Sơn và Lâm Đồng theo từng lĩnh vực điều hành và quản lý, cung cấp dịch vụ công, du lịch thông minh, y tế thông minh, môi trường và hấp dẫn khởi nghiệp. 36 giải thưởng dành cho các giải pháp công nghệ thuộc 17 hạng mục khác nhau từ chính quyền, giao thông, môi trường đến y tế, nông nghiệp, bất động sản, du lịch. Các giải pháp ghi nhận xu hướng tự động hóa, thông minh hóa với những công nghệ mới như Big Data, AI, 3D. Điều này cho thấy các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam không chỉ hoàn thiện về trình độ công nghệ, lĩnh vực chuyên môn mà còn đang rất nỗ lực cùng các thành phố giải quyết tất cả các vấn đề tồn tại nhằm sớm xây dựng môi trường đáng sống thông minh rộng khắp Việt Nam. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có công văn khẩn gửi Bộ Tài chính về đăng ký điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 với nguồn vốn ODA vay lại vốn vay nước ngoài của chính phủ. Bốn dự án nằm trong kiến nghị điều chỉnh của thành phố Hồ Chí Minh gồm dự án xây dựng đường sắt đô thị số 1 thành phố Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành Suối Tiên, Metro số 1, dự án cải thiện môi trường nước lưu vực kênh Tàu Hủ, Bến Nghé, Đôi, Tẻ giai đoạn 2, dự án phát triển giao thông xanh thành phố Hồ Chí Minh, dự án vệ sinh môi trường thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2. Năm 2021, thành phố Hồ Chí Minh ước giải ngân vốn cả 4 dự án này chỉ đạt 3.025,165 tỷ đồng, tương đương khoảng 33,8%. Điều chỉnh giảm tổng cộng là 5.909,370 tỷ đồng tiền vốn ODA năm 2021 cho 4 dự án. Thành phố cam kết chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ các dự án, nâng cao khả năng giải ngân hết số vốn ODA vay lại vốn vay nước ngoài của chính phủ năm 2021 sau khi được Thủ tướng chấp thuận điều chỉnh giảm Ngày 18 tháng 12, tỉnh Phú Thọ tổ chức động thổ xây dựng dự án khu nhà ở đô thị Tiên Cát, gắn với phố đi bộ đầu tiên của tỉnh Phú Thọ tại phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì với tổng mức đầu tư là gần 1.500 tỷ đồng. Khu nhà ở đô thị Tiên Cát là một trong những công trình quan trọng trọng điểm của tỉnh Phú Thọ, với mục tiêu cụ thể hóa và thực hiện chủ trương của tỉnh về hoàn thiện đồng bộ hệ thống hạ tầng xã hội giao thông trong vùng của tỉnh, kết nối khai thác các thế mạnh tiềm năng du lịch dịch vụ góp phần cải tạo môi trường, làm đẹp không gian kiến trúc cảnh quan. Công trình do công ty cổ phần tập đoàn Sông Hồng Thủ đô là chủ đầu tư thực hiện dự án với thời gian thi công, hoàn thành đưa vào sử dụng trong quý tư năm 2025. Ngày 18 tháng 12, hội thảo gỡ vướng để thu hút đầu tư với quy mô lớn đã được tổ chức tại tỉnh Phú Yên, tập trung xoay quanh những vướng mắc nổi cộm ảnh hưởng đến việc thu hút đầu tư cũng như là phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Phú Yên những vướng mắc trong thu hút đầu tư mà tỉnh Phú Yên đang gặp phải đó là vướng mắc trong công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các dự án đầu tư công nhằm tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư và các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh không thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất. Vướng mắc của dự án đầu tư có đề xuất chuyển mục đích sử dụng đất rừng, kể cả rừng phòng hộ ven biển. Vướng mắc trong dự án đầu tư vào cụm công nghiệp, mục tiêu của hội thảo không chỉ dừng lại ở tỉnh Phú Yên mà còn lan tỏa ra cả vùng, cả nước, góp phần lan tỏa các giải pháp hữu hiệu nhằm thúc đẩy cải cách thể chế, bảo đảm phát triển bền vững, phát triển xanh như mục tiêu mà Đảng và Nhà nước xác định hướng tới. House Day là diễn đàn công nghệ bất động sản hàng đầu tại Việt Nam được tổ chức bởi hệ sinh thái House. Diễn đàn House Day 2021 với chủ đề PropTech, vị thế mới dẫn dắt thị trường bất động sản được tổ chức vào ngày 18 tháng 12 tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại diễn đàn, các chuyên gia lĩnh vực bất động sản, tài chính, công nghệ mang đến góc nhìn đa chiều về vị thế của PropTech, sức ảnh hưởng của công nghệ đến hoạt động trong chuỗi giá trị của lĩnh vực bất động sản. Dưới góc nhìn chuyên môn, chuyên gia cũng đề xuất giải pháp đóng góp vào sự phát triển cho thị trường, hướng đến hệ sinh thái dịch vụ, đưa giải pháp công nghệ phục vụ cộng đồng lên cùng một nền tảng, được gọi là House, với khát vọng chuyển đổi số cho thị trường bất động sản, cùng giấc mơ vương tầm Đông Nam Á bằng giải pháp công nghệ hiệu quả, ứng dụng vào thực tế. Từ đó, kiến tạo nên cộng đồng house thịnh vượng, văn minh, hạnh phúc với tiêu chuẩn sống mới. Những mô hình dịch vụ và sản phẩm của hệ sinh thái house được giới thiệu tại diễn đàn House Day 2021 đang chiếm ưu thế trên thị trường. Bộ Y tế vừa có công văn gửi văn phòng chính phủ báo cáo những nội dung về tăng cường phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian nghỉ Tết âm lịch. Các đề nghị này được đưa ra trong bối cảnh số ca mắc mới COVID-19 tại các địa phương vẫn tăng cao và biến thể mới Omicron có thể xâm nhập vào nội địa nước ta trong dịp Tết Nguyên đán. Để bảo đảm công tác phòng chống dịch COVID-19, Bộ Y tế đề nghị xem xét dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết, các hoạt động vui chơi, lễ hội, tôn giáo tại các địa phương có nguy cơ bùng phát dịch trong thời gian nghỉ Tết nguyên đán. Việc sinh hoạt đi lại giao thương của người dân trong thời gian nghỉ Tết âm lịch tuyệt đối tuân thủ đúng và đầy đủ quy định 5K của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, theo Bộ Y tế. Các địa phương căn cứ tình hình diễn biến dịch bệnh thực hiện đánh giá, cập nhật cấp độ dịch trên cổng thông tin điện tử của địa phương và Bộ Y tế để có các biện pháp tăng cường đối với công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, theo quy định tại Nghị quyết số 128 của Chính phủ và Quyết định số 4800 của Bộ Y tế. Ngày 18 tháng 12, tỉnh Hà Nam đã tổ chức phát động cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ Vĩ Đại giai đoạn 2021-2030 và ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021. Trong những năm qua, ngày chạy Olympic tỉnh Hà Nam đã trở thành hoạt động thường niên. Phong trào chạy Olympic đã góp phần nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tác dụng của tập thể dục thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe thể lực cho nhân dân, đồng thời đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Sau lễ phát động, đông đảo cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, vận động viên chuyên và không chuyên cùng nhân dân đã tham gia đợt chạy phát động ở cự ly 1,5 km. Cùng ngày, Sở Văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Hà Nam đã khai mạc nội dung thi đấu môn võ cổ truyền Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Hà Nam lần thứ 6. Kể từ khi quyết định số 861 của Thủ tướng Chính phủ về duyệt danh sách xã khu vực 3, 2 và 1 thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi được ban hành, đã có những tác động nhất định đến đời sống người dân, nhất là quyền lợi hưởng bảo hiểm y tế miễn phí. Trước tình hình đó, thì các cấp ủy chính quyền tỉnh Lạng Sơn đã triển khai nhiều biện pháp vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Gia đình ông Trần Huy Quyền, chú tại huyện Tri Lăng, tỉnh Lạng Sơn, là một trong những hộ trước đây được nhà nước hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế cho cả gia đình. Tuy nhiên, sau khi có quyết định 861, xã Mai Sao nơi ông sinh sống được chuyển từ vùng 2 về vùng 1, do đó gia đình ông không còn được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí nữa. Sau khi được cán bộ xã tuyên truyền, ông đã đăng ký tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình theo hình thức tự nguyện. Ở vận động gia đình mình, trước mắt gia đình mình cứ đi mẫu đầu tiên đã, để mà mua cái bảo hiểm, cái bảo hiểm nó đi kèm theo sức khỏe của con người là trên hết. Mình có sức khỏe thì tất cả mọi chuyện mình làm được. Thực hiện nghị quyết 861 toàn huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn, có gần 24.000 người sẽ không còn được hưởng hỗ trợ về bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, qua tuyên truyền, người dân cơ bản nắm được chủ trương của Đảng và nhà nước. Tính đến nay, số đối tượng tham gia lại về bảo hiểm y tế qua các hình thức tự nguyện đạt 78%, nhóm dân tộc thiểu số tham gia lại đạt 67% trong cái quá trình phát triển kinh tế đời sống đã được nâng cao thì cái việc ra khỏi cái xã đặc biệt khó khăn là vùng đặc biệt khó khăn đó là cái sự phát triển có tính chất tất yếu khách quan và đối với huyện Chi Lăng thì đều đã tổ chức giải quyết tốt. Bên cạnh vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình theo hình thức tự nguyện, huyện Chi Lăng cũng vận động người dân tại các địa phương bị ảnh hưởng do quyết định 861 mua bảo hiểm y tế học sinh cho con em mình. Đến hết tháng 11, huyện đã có trên 90% học sinh được mua bảo hiểm y tế, giúp các em yên tâm học tập. Năm 2021, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã thẩm định hồ sơ, uh, quyết định giải quyết cho hơn 6.700 lao động trong tỉnh, được hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp so với số tiền là trên 82 tỷ đồng. Những lao động được hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp đã đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ 12 tháng trở lên, đã đăng ký thất nghiệp với tổ chức bảo hiểm xã hội và chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày đăng ký thất nghiệp. Chính sách bảo hiểm thất nghiệp đang phát huy hiệu quả to lớn trong bối cảnh thị trường lao động bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19. Sáng ngày 18 tháng 12 tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái đã xử phạt vi phạm hành chính 15 triệu đồng đối với một nam thanh niên mắc Covid-19 trốn khai báo y tế. Trước đó khoảng 13 giờ ngày 24 tháng 11, anh Nguyễn Bảo Hát, 27 tuổi, trú tại xã Bạch Hà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, di chuyển đến xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh để mua hàng hóa. Đến khoảng 20 giờ 40 phút ngày 25 tháng 11 trên đường quay về, khi đến chốt kiểm dịch y tế liên ngành tại xã Đại Minh, huyện Yên Bình, anh Hát được cán bộ chốt kiểm dịch hướng dẫn về khai báo tại trạm y tế xã. Tuy nhiên khi về đến nhà thì anh Hát lại không khai báo theo hướng dẫn. Đến ngày mùng 2 tháng 12 thì anh Hát bị phát hiện là mắc COVID-19 qua xe xét nghiệm tầm soát. Hành vi của anh Hát đã bị Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình xử phạt vi phạm hành chính là 15 triệu đồng. Thưa quý vị, Hội nghị Sản phụ khoa Việt Pháp và Chỉ đạo tuyến 2021 vừa được tổ chức sáng ngày 18 tháng 12 tại Hà Nội là một sự kiện thường niên, một diễn đàn y học quốc tế có uy tín, là dịp để các chuyên gia trong và ngoài nước gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm liên quan đến hoạt động trần đoán, điều trị, nghiên cứu và phát triển chuyên ngành sản phụ khoa. Năm nay thì trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, hội nghị được tổ chức trực tuyến trên thực tế ảo trên nền tảng Zoom. Thông qua hội nghị thì nền y học của Việt Nam một lần nữa được bạn bè quốc tế biết đến. Chúng ta đã có nhiều bước tiến, mặc dù chịu ảnh hưởng không nhỏ của dịch bệnh COVID-19. Hội nghị sản phụ khoa Việt Pháp và chỉ đạo tuyến năm 2021 có sự tham gia của các giáo sư, bác sĩ chuyên ngành sản phụ khoa trong nước và quốc tế. Với một phiên toàn thể và chính phiên họp chuyên đề, Gần 40 bài báo cáo khoa học về các đề tài đang được quan tâm nhất trong lĩnh vực sản phụ khoa, sơ sinh. Hội nghị đã thu hút sự quan tâm của đông đảo các y bác sĩ, nhân viên y tế ở khắp mọi miền đất nước. Những cái báo cáo rất có ý nghĩa rất về mặt khoa học cũng như về mặt ứng dụng thực tiễn để giúp cho chúng ta trao đổi về mặt khoa học không chỉ ở trong nước mà cả ở nước ngoài để phát triển ngành sản phụ khoa của Việt Nam mang tính toàn cầu cũng như hội nhập quốc tế. Riêng tại Việt Nam, trong bối cảnh đại dịch COVID-19, ngành sản phụ khoa vẫn có những bước tiến đáng ghi nhận, góp phần chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ, bà mẹ và trẻ sơ sinh. Các báo cáo của Việt Nam năm nay là những cái báo cáo chuyên sâu về một số các nghiên cứu đã được thực hiện trong những năm vừa qua, công bố cho thế giới biết rằng nước chúng ta trong cái đại dịch này chúng ta vẫn làm nghiên cứu, vẫn hoạt động bình thường và chúng ta vẫn có những cái hội nghị mặc dù hình thức gì nhưng giá trị của nó không hề thay đổi. Hội nghị sản phụ khoa Việt Pháp và chỉ đạo tuyến năm 2021 do Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Hội sản phụ khoa Việt Nam và Hội sản phụ khoa Pháp phối hợp tổ chức đã mang lại nhiều ý nghĩa quan trọng cho sự phát triển của nền y học nước nhà và trên thế giới. Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Nguy cơ gây tái nhiễm COVID-19 do biến thể Omicron cao gấp 5 lần Delta và không có dấu hiệu cho thấy là nó ít nghiêm trọng hơn so với chủng trước của virus SARS-CoV-2. Đây là kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học tại Anh. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học tại Đại học Hoàng gia London, biến thể Omicron gây nguy cơ tái nhiễm COVID-19 cao hơn từ 4 đến 5 lần so với Delta và các chủng trước đó của virus SARS-CoV-2 và nguy cơ nhập viện cũng không khác nhiều. Kết quả nghiên cứu dựa vào dữ liệu phân tích bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 tại Anh từ ngày 29 tháng 11 đến ngày 11 tháng 12 và điều này có nghĩa là mức độ bảo vệ tránh nguy cơ tái nhiễm trước biến thể Omicron nhờ miễn dịch tạo ra sau khi mắc COVID-19 chỉ còn ở mức 9%. Trước đó các nhà khoa học Nam Phi đã nói rằng Omicron có thể gây nguy cơ tái nhiễm gấp 3 lần so với các chủng khác. Omicron có khả năng né miễn dịch ở người từng mắc COVID-19, nhưng vẫn cần thêm dữ liệu để đánh giá nó tác động như thế nào đến miễn dịch do vaccine tạo ra. Hãng dược phẩm Mỹ Pfizer vừa thông báo sẽ thử nghiệm mũi vaccine tăng cường với liều lượng chỉ 3 microgram cho trẻ em dưới 5 tuổi. Công ty sản xuất vaccine thì kỳ vọng là sự thay đổi này sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch nộp đơn xin cấp phép sử dụng khẩn cấp tại Mỹ trong nửa đầu năm tới. Hãng dược phẩm Pfizer cho biết muốn thử nghiệm liều thứ ba của vaccine cho trẻ em dưới tuổi dậy thì, vì với liều lượng thấp mà trẻ được tiêm, vaccine có thể không tạo ra hàng rào bảo vệ, tương tự như trẻ lớn hơn. Pfizer đã chọn liều lượng 3 microgram mỗi lần tiêm cho trẻ em từ 6 tháng đến dưới 5 tuổi. Con số này ít hơn đáng kể so với liều lượng cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Hai mũi vaccine đầu tiên sẽ cách nhau 3 tuần. Pfizer cũng thông báo rằng họ đã bắt đầu cuộc thử nghiệm trên 600 thanh thiếu niên từ 12 đến 17 tuổi để thử nghiệm liều tăng cường. Quy định hành chính khẩn cấp được chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đưa ra mới đây, trong đó yêu cầu người lao động làm việc tại các công ty có hơn 100 người phải tiêm vaccine ngừa COVID-19 và phải xét nghiệm hàng tuần. Nhiều khả năng là sẽ có hiệu lực sau khi mà một tòa phúc thẩm liên bang ở bang Ohio bãi bỏ phán quyết phản đối quyết định này. Trong một tuyên bố từ Tòa Phúc Thẩm khu vực số 6 tại Mỹ, việc yêu cầu nhân viên trong các doanh nghiệp có ít nhất 100 người phải bắt buộc tiêm vaccine ngừa COVID-19 hoặc phải xét nghiệm thường xuyên, khẳng định tầm quan trọng ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2. Ngay sau đó, Nhà Trắng đã hoan nghênh quyết định trên của Tòa Phúc Thẩm khu vực số 6, đồng thời cho rằng sự xuất hiện của biến thể Omicron được cho là có khả năng lây nhiễm cao, càng khiến cho quy định trên trở nên cấp thiết vào thời điểm này. Ước tính quy định yêu cầu người lao động phải tiêm vaccine hoặc xét nghiệm bắt buộc có thể bảo vệ mạng sống của hơn 6.500 người, cũng như giúp giảm thiểu hơn 250.000 người mắc bệnh và nhập viện trong 6 tháng. Dự kiến quy định này sẽ có hiệu lực từ ngày 4 tháng 1. Chính phủ Canada đang đặt mục tiêu là sẽ dẫn đầu thế giới trong việc sản xuất pin dành cho ô tô điện và thúc đẩy sửa đổi các quy định về đầu tư để bảo vệ ngành công nghiệp này trước các nhà đầu tư nước ngoài. Chính phủ Canada cho biết sẽ nỗ lực đưa nước này trở thành nhà cung cấp hàng đầu thế giới về một số khoáng chất quan trọng đối với xe hơi điện, điện thoại thông minh, thiết bị công nghệ cao và khí tài quân sự. Hiện Canada đã có trữ lượng lớn lithium, chất được sử dụng trong pin dành cho xe điện. Để thực hiện mục tiêu trên, Bộ Đổi mới Khoa học và Công nghiệp sẽ phải sửa đổi đạo luật đầu tư Canada để bảo vệ lĩnh vực khai thác đất hiếm, đồng thời ban hành các biện pháp nhằm hạn chế những mối đe dọa an ninh kinh tế từ hoạt động đầu tư nước ngoài. Trước đó hồi tháng 7, chính phủ Canada đã công bố các hướng dẫn sửa đổi về tài trợ cho nghiên cứu công nghệ cao của các trường đại học nhằm đối phó với các quan ngại về nguy cơ bị mất quyền sở hữu trí tuệ và công nghệ nhạy cảm vào nước ngoài. Bây giờ là những nội dung đáng chú ý được đăng tải trên các số báo. Thưa quý vị, anh Trần Văn Khôi, 41 tuổi, công tác tại Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 tại Đà Nẵng, Cục Hàng hải Việt Nam, đã trở thành thuyền viên đầu tiên của Việt Nam vinh dự nhận giải thưởng Hành động đặc biệt dũng cảm trên biển năm 2021 của Tổ chức Hàng hải Quốc tế. Vượt qua 37 ứng cử viên do 23 quốc gia thành viên và 4 tổ chức phi chính phủ đề cử, vậy nhưng chia sẻ niềm vui với phóng viên báo nhân dân thuyền viên trần văn khôi có suy nghĩ rất giản dị tôi nghĩ bất cứ ai ở vào hoàn cảnh như tôi lúc bấy giờ cũng sẽ hành động như vậy vượt lên trên mọi nỗi sợ hãi giữa làn danh sinh tử hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ của mình để cứu người đó là trách nhiệm và mệnh lệnh của trái tim mỗi con người Xin được chuyển sang những thông tin được đăng tải trên báo Sài Gòn Giải Phóng. Trong ngày 18 tháng 12, thì các địa phương ven biển từ miền Trung đến đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục triển khai các biện pháp ứng phó với cơn bão Rai, cơn bão số 9, đang di chuyển nhanh về phía bờ biển các tỉnh Nam Trung Bộ. Trong đó tập trung giả soát lên phương án sẵn sàng di rời người dân ở những vùng sung yếu đến nơi an toàn. Tối ngày 18 tháng 12, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thông tin các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bình Thuận đã kiểm đếm thông báo cho 58.720 phương tiện biết để thông tin về cơn bão. Đến chiều ngày 18 tháng 12 có 1.781 tàu với 12.241 người trên biển nhưng đang di chuyển vòng tránh hoặc không đi vào vùng nguy hiểm, số còn lại đã neo đậu ở các cảng bến. Thưa quý vị, dù dịch COVID-19 nhất là làn sóng dịch thứ tư ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt của nền kinh tế xã hội, nhưng chuỗi cung ứng hàng hóa trong nước vẫn được thông suốt, đặc biệt là ngay cả khi nhiều tỉnh thành phố cùng thực hiện giãn cách xã hội trong nhiều tháng thì nguồn cung hàng hóa thiết yếu không hề bị gián đoạn và giá cả cũng được kiểm soát. Tuy nhiên, theo phản ánh trên báo Hà Nội mới, để dòng chảy thương mại nội địa vững bền hơn nữa, doanh nghiệp cần phải nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm chinh phục người tiêu dùng trong nước. Bên cạnh đó, thì cũng cần phải có sự liên kết chặt chẽ theo vùng, có sự phân công chuyên môn hóa giữa các địa phương trong việc phát triển sản phẩm, tránh sự trồng chéo cục bộ. Và đồng thời, cơ quan chức năng cũng cần đưa ra dự báo thị trường sát thực và cụ thể hơn, nhằm định hướng tạo niềm tin cho các nhà sản xuất, cung ứng dịch vụ. Liên tiếp trong vòng 3 ngày tính từ ngày 16 tháng 12, Hà Nội ghi nhận hơn 1.000 ca COVID-19 nhiễm mới mỗi ngày. Trong đó, ngày 18 tháng 12 thì lên tới con số là 1.440 ca. Số ca cộng đồng cũng ở mức rất cao với 500 đến 600 ca mỗi ngày. Theo bài viết được đăng tải trên báo Thanh niên, với số lượng F0 tăng nhanh như hiện nay thì tất cả các bệnh viện trên địa bàn thành phố từ tuyến huyện trở lên phải mở hết công suất, đáp ứng được tối đa là 40% bệnh nhân thở máy. Một số chuyên gia cho rằng Hà Nội cần phải quản lý F0 thể nhẹ tại nhà, theo dõi chặt chẽ, nếu F0 chuyển nặng mới chuyển lên tuyến trên. Phần tầng đúng từ tuyến cơ sở thì sẽ giảm rất nhiều gánh nặng cho ngành y tế. Ngày 16 tháng 12, Bộ Y tế đã ban hành văn bản hướng dẫn y tế với người nhập cảnh áp dụng từ mùng 1 tháng 1 năm 2022 với những quy định được nới lỏng đáng kể và tạo thuận lợi để bà con về quê đón Tết. Theo đó cho phép cách ly tại nhà 3 ngày với người đã tiêm đủ và 7 ngày với người chưa tiêm hoặc là tiêm chưa đủ. Thông tin này một lần nữa khiến cho nhiều người Việt xa xứ yên tâm hơn khi mà lên kế hoạch về nước vào dịp cuối năm. Tuy nhiên thì trong chia sẻ với báo tuổi trẻ vào ngày 18 tháng 12, vấn đề giá vé máy bay trong dịch bệnh còn cao, vượt quá khả năng chi trả là chuyện được nhắc đến nhiều nhất và đó có lẽ cũng là trở lực cuối cùng với những người còn xa xứ đang mong ngóng được đoàn tụ với gia đình Tết này. Thời gian gần đây dư luận xã hội không ít lần dậy sóng với những ứng xử hành vi cùng phát ngôn lệch chuẩn của một số nghệ sĩ trong giới showbiz. Với mong muốn là thanh lọc môi trường hoạt động nghệ thuật, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai xây dựng dự thảo bộ quy tắc ứng xử chung của nghệ sĩ góp thêm góc nhìn đa chiều những giải pháp căn cốt để bộ quy tắc đi vào cuộc sống và trở thành một công cụ hữu hiệu giúp gạn đục khơi trong dòng chảy đời sống nghệ thuật nước nhà. Để hình ảnh mỗi nghệ sĩ ngày một đẹp hơn trong mắt công chúng là vấn đề mà báo nhân dân hàng tháng đặt ra. Mời quý vị đón đọc trong tiêu điểm danh xưng nghệ sĩ để xứng với lòng tin công chúng. Quý vị khán giả vừa theo dõi những thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật. Còn bây giờ thì chương trình chào ngày mới xin được tiếp tục với những thông tin đầy hấp dẫn khác cùng với phần trình bày của biên tập viên Thanh Hương. Xin mời chị. Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Thúy Quỳnh. Thưa quý vị, Việt Nam đã có những cam kết với cộng đồng quốc tế trong việc giảm phát thải cũng như nỗ lực bảo vệ rừng. Đây là những mục tiêu nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu đang diễn ra trên toàn cầu. Cuộc thi đề xuất mô hình ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ rủi ro thiên tai được coi là hành động đầu tiên để thực hiện những cam kết này. Cuộc thi do cục biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng tới nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân, phát huy nguồn tri thức của mỗi người, mỗi tập thể, mỗi tổ chức để có những hành động cụ thể đây cũng là một trong những giải pháp nhằm tận dụng và phát huy sức mạnh toàn dân. Với cái Bộ Tài nguyên Môi trường ngay sau khi có về Việt Nam ấy, thì đã triển khai rất mạnh mẽ những cái cam kết và tôi nghĩ là hết sức hoành tráng của Thủ tướng Việt Nam ở COP26 và cái điều này là rất mừng. À, ở một cái phạm vi khai quát nhất thì hình như chúng ta sẽ có được một cái chương trình hành động thực hiện những cái thỏa thuận này một cách rất chi tiết và phát động cho toàn đảng, toàn dân, tất cả mọi cái tầng lớp xã hội à, tham gia vào để thực hiện những cái cam kết này và cái thứ hai nữa thì tôi nghĩ là đấy là cái, cái 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 ô chung thôi còn ở dưới thì tôi nghĩ là để làm sao mà cho từng người dân từng cái đối tượng một có thể tham gia vào cái cái đóng góp của mình vào cái công cuộc của chung ấy thì tôi nghĩ chính là cái cuộc thi hôm nay các tác phẩm tham dự cuộc thi gồm ba hình thức tác phẩm viết được thể hiện trên chất liệu giấy in tác phẩm vẽ trên giấy và trên nền tảng công nghệ và mô hình mô phỏng được thể hiện thông qua giàn dựng, thiết kế, lắp ráp, trình diễn mô phỏng. Phản ánh được cái thực tiễn và cái nội dung, nội hàm của cái cuộc thi của chúng ta với mục đích tìm kiếm những ý tưởng, những sáng kiến, các mô hình ứng phó biến đổi khí hậu, giảm nhẹ rủi ro thiên tai có tính ứng dụng cao trong thực tiễn đời sống kinh tế xã hội và cuộc thi cũng nhằm lựa chọn ra những tác phẩm tiêu biểu xuất sắc để phục vụ cho tuyên truyền, truyền thông, nhân rộng, nâng cao hiệu quả ứng phó biến đổi khí hậu, gắn công tác quản lý nhà nước với cái hoạt động ở trong thực tiễn xã hội. Ban tổ chức cuộc thi sẽ nhận bài đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022. Các tác phẩm đoạt giải sẽ được tuyên truyền, nhân rộng cũng như đưa vào các chương trình giáo dục và đào tạo, nâng cao nhận thức của nhân dân về biến đổi khí hậu, thực tế hóa công tác quản lý nhà nước với hoạt động xã hội. Đèo Mã Phục, xã Quốc Toàn, Trà Lĩnh nằm trên tuyến quốc lộ 3, vốn nổi tiếng bởi sự hiểm trở và vẻ đẹp thiên nhiên kỳ vĩ. Đặc biệt, đèo là điểm dừng chân đầu tiên để du khách thưởng ngoạn trong tuyến du lịch các huyện cụm phía đông của công viên địa chất non nước cao bằng. nằm cách thành phố Cao Bằng 22 km. Đèo Mã Phục thuộc xóm Cao Xuyên, xã Quốc Toàn, huyện Trà Lĩnh là ranh giới giữa hai huyện Hòa An và Trà Lĩnh. Đèo Mã Phục dài 3,5 km, cao khoảng 700 m so với mực nước biển, uốn lượn quanh co 7 tầng dốc giữa hai dãy núi đá vôi cao hướng mặt về nhau tựa như hình hai con ngựa đang phủ phục. Đèo Mã Phục là con đèo đẹp nhất Cao Bằng và nằm trong nhóm những cung đường hiểm trở nhất Việt Nam đặc biệt đây là điểm di sản địa chất độc đáo của công viên địa chất toàn cầu non nước cao bằng được unesco công nhận Đèo Mã Phục là điểm dừng chân đầu tiên của tuyến du lịch cụm phía đông của công viên địa chất non nước Cao Bằng. Qua đèo, du khách sẽ được chiêm ngưỡng bức tranh phong cảnh thiên nhiên vô cùng hùng vĩ, vừa nên thơ mà lại rất đỗi bình dị với những ngọn núi nhấp nhô, trùng trùng, điệp điệp, những thửa ruộng nhiều màu sắc trong làn chìm trong sương mờ sáng sớm. Giữa thế kỷ 11, Thủ lĩnh người Tây là Nùng Chí Cao đã lãnh đạo nhân dân địa phương chống lại nhà Tống xâm lược. Trong một lần tuần tra biên giới trở về qua địa phận xã Quốc Toản, gặp con đèo quanh co, dốc cao án ngữ trước mặt, nên ngựa của Nùng Chí Cao bị khựu chân không thể đi tiếp được nữa. Từ đó, dãy núi được đặt tên là Án Lại và con đèo được đặt là Mã Phục. Đặc trưng của cái khối cái đá Magma này nó là cái màu xanh xanh đen và khi chúng ta nhìn lên cái vách núi của điểm Mã phục thì là có sự có hai cái màu, màu, khác nhau rất là rõ rệt màu phía trên đó là cái gọi là chúng ta gọi là đá vôi còn phía bên dưới mà gọi là đá gọi là ba gian kiểu núi và đặc trưng của cái màu đá ba gian này là màu xanh xanh đen còn đá vôi đó là màu trắng cảnh sắc đèo với những vẻ đẹp khác nhau là điểm dừng chân lý tưởng của du khách khi sinh phục cung đường dài hơn 3 km của đèo mã phục du khách cũng có thể dừng chân lưng chừng đèo ngắm nhìn những bản làng nhỏ đẹp như tranh vẽ nếp mình dưới chân núi hay những thửa ruộng bậc thang đậm màu sắc nông thôn miền núi Tôi chẳng làm được gì cho các cháu, những gì tôi giúp đỡ được các cháu, tôi luôn sẵn sàng. Đây là chia sẻ mộc mạc của một trong số nhiều người sống tại tổ dân phố số 5C, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội khi nói về các bệnh nhi mắc ung thư từ ngoại tỉnh đến Hà Nội đang chữa trị tại bệnh viện Nhi Trung ương không làm được gì, nhưng trên thực tế đó là chăm lo nơi ở, từng bữa ăn và cả tình cảm chân thành quan tâm đến các em nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo như chính những người thân trong gia đình. Mỗi ngày, tại nhà trọ của bà Bùi Kim Sinh, tổ dân phố 5C, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, đều rộn ràng tiếng cười nói, trong mỗi căn phòng tại xóm trọ là một hoàn cảnh khác nhau, họ đều được người chủ trọ tốt bụng quan tâm, giúp đỡ hết lòng. Xa Linh Tôi thì chả làm được cái gì đâu, cái đấy là cái tùy tâm mình thôi. Mình muốn à, thì đến đây thì cùng chung một cái cảnh ngộ như thế thì mình giúp đỡ được người ta cái gì thì cứ giúp. Chung thì ở đây thì cô tốt với bệnh nhân nhà con, nói chung là đến thì như cưu mang như thế là người con trong nhà ấy, cô rất tốt. Với cương vị là tổ trưởng tổ dân phố 5C. Bà Dung ngày nào cũng xuống xóm trọ nghèo để thăm hỏi xem có gia đình nào cần trợ giúp. Công việc nào của xóm trọ bà cũng tận tình giúp đỡ hết mình. Trước cái hoàn cảnh như này là tôi thấy thương lắm. Thương nhưng mà không không biết làm thế nào được cơ. Có năm lúc về lắm lúc nghĩ phát khóc ra ấy. Tôi rất mong mọi người là dang rộng cánh tay giúp đỡ các cháu bệnh nhi ở đây để có cái động lực để vượt qua khó khăn để chữa bệnh các cô thì cũng rất là tốt nhiệt tình yêu mến các cháu ạ ừ, có cái chương trình từ thiện nào thì các cô cũng gọi ạ những người ở xóm trọ trong tổ dân phố 5C luôn coi bà Sinh, bà Dung như những người thân của mình. Nơi đây như một gia đình lớn thứ hai cho họ niềm tin để cùng chung tay sẻ chia yêu thương vượt qua dịch Covid-19, bệnh tật và nghèo khó. Tiểu mục vừa rồi đã kết thúc chương trình trang ngày mới của truyền hình nhân dân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.